Vậy cho anh hỏi là mình có định lấy chồng không cưng? Dạ không. À, không lấy chồng luôn. Đó là lý do tại sao mà em luôn gặp vấn đề với những người đàn ông. Thật ra là có những cái tip người á, người ta chỉ dành tập trung hoàn toàn cho công việc hoặc là gia đình thôi à. Chứ không thể nào mà chia ra như anh được là vừa gia đình mà vừa công việc được. Như em là nếu mà em yêu ai là em chỉ dành hết thời gian cho người ta thôi. À em bỏ công việc luôn? Bỏ luôn công việc. Cho nên là khi mà em comeback lại được rồi á thì em ngộ ra được một chân lý. Một chân lý? NASA sẽ gửi lại cho em những cái năng lượng dương. Năng lượng dương? Nếu như em cộng được những năng lượng âm. À là em là sẵn có năng lượng âm rồi. Dạ. Bây giờ làm cứ mỗi một tháng NASA lại gửi cho em cái năng lượng dương vào để nó hòa hợp lại với nhau. Người ta nói là thiền định để mình cân bằng lại những cái vòng từ trường ổn định. À. Để mình thành công. Hay quá. Vậy cho anh hỏi là mình có định lấy chồng không cưng? Dạ không. À, không lấy chồng luôn. Đó là lý do tại sao mà em luôn gặp vấn đề với những người đàn ông. Là họ gặp em là họ đều muốn cưới. Mà em thì chỉ xác định là quen cho vui thôi. Hả? Quen cho vui thôi. Hả? Em chơi người ta qua đường. Không, em không chơi qua đường. Hay là em đi nửa đường em bỏ. Em chỉ có thú vui là chinh phục xong rồi đi thôi. Trời ơi, quá trời, bé rồi. Như vậy là đây trường hợp đặc biệt rồi Khả Như ơi. Chị có như vậy không? Không, chị không có như vậy. Chị là tiếp người như thế nào? Xin kể về tiếp người trong khoảng thời gian gần đây của chị. Alo, tôi xin phép được trình bày. Thật sự á, chị cũng đã từng có cái suy nghĩ như em là mình có tiền, mình có nhà, mình có xe, mình có tất cả mọi thứ thì tại sao mình phải cần một người đàn ông? Nhưng mà thật sự không có đơn giản mà ông bà nói là tới tuổi thì lập vợ gả chồng đi con. Tại vì đơn giản thôi, con người ta mỗi giai đoạn của lứa tuổi con người ta sẽ suy nghĩ rất khác. Và mỗi cái bước ngoặt của cuộc đời con ta suy nghĩ khác luôn. Ví dụ mà em hạnh phúc hoài thì em sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Rồi sau này mình già sao em, mỗi khi mà mình bệnh rồi nọ ai cũng có con đàn cháu đóng, bà ngoại ông ngoại chạy lợ. Nghĩ một cái đơn giản thôi, ở nhà chuẩn bị đi tắm cái tự nhiên cái giò nước nó hư. Hư. Trời ơi, đâu có gọi được cho một cái người đàn ông xa lạ ở đâu tới để mà làm sữa cho mình nước. Đúng rồi. Rốt cuộc ở dơ nguyên đêm. Đổi chỗ ở. Hả? Mình sẽ chọn một cái nơi mình có nhiều hàng xóm. Dễ em ơi, nửa đêm mới có hàng xóm qua cái nói là cô gái hớ hên của ông hàng xóm may mắn không có được đâu em ơi. Thiệt. Cho nên là mình sẽ linh hoạt cái việc là mình sống một mình nhưng mình không để cho mình rơi vào cái trạng thái là không có người giúp đỡ. Tại vì em sẽ chọn những nơi mà bạn bè xung quanh em, những cái người mà sống chết với em á thì cần gì là hú thôi. Wow, vậy là đó là một cái trường hợp có điều kiện và rảnh nữa. Không phải với người rảnh, người ta sống tình cảm. À, sống tình cảm. Người ta chân tình. Em ở chỗ đấy thôi, còn có những người ở với những người hàng xóm khó tính thì sao? Thì mình đổi chỗ. Làm em như ơi, là cái quần phải... cái áo mà em đổi liên tục đúng như thế. Đúng rồi, đâu phải ai cũng có điều kiện để mà dọn đi đâu em. Thật ra em thấy nếu mình ở một chỗ mà mình không phát triển được là chỗ đó có vấn đề nên đổi. Nhưng bây giờ em đổi nhà rồi, tiền cọc nhà thì sao? Mình bỏ cái cũ để mình làm cái mới chứ mình giờ mình ôm cái cũ rồi cuộc đời mình đi xuống hoài vậy sao em được? Ơi, có những thứ bỏ được nhưng nợ cũng bỏ được nha em. Nợ ấy. Ơi nợ mới nên bỏ đó. Không phải ý chị là đây là trốn nợ em. Em cái đó là trốn nợ bé. Cái đó gọi là trốn nợ. Em nghĩ là nếu mà ở độc thân trong cái căn nhà nhỏ nhỏ thì cũng không tốn nhiều đâu. Theo em bao nhiêu là nhiều? Nếu như người phụ nữ không có tiền đi có thể thuê căn nhà 4 triệu vẫn có. Vậy là lương của em một tháng phải là 10 triệu em mới sống nổi. Liệt kê cho chị 5 công việc có lương 10 triệu đi. Ủa này mình lên phường hay sao mày hỏi cung quá vậy? Quá chị tức quá à, bé nó kỳ. Không được, chị là đáng lẽ phận phụ nữ là chị phải thương người ta. Chị phải ủng hộ người ta. Chị không chịu. Chị không chịu mà chị cũng ế mà chị chống đối với người ta. Bây giờ em giật mặt chị luôn nè. Em rút cái xong lưng đi, nó chụp cái bông hồng hái ngoài đường, nó thấy bả không có ai. Mà cái bông đó không phải để ngoài bổng cấp xe. Nó ngồi lên nó chạy chị ơi. Xong nó cầm thì nó tặng cho chị. Người ta chỉ thương hại chị thôi chị Như à. Khoan là chị sống ảo hả? Chị sống ảo, chị là chung tiếp bên kia. Nam em nãy giờ em nói đúng hết luôn á. Thiệt sự luôn em. Kéo ghế chị qua là giờ chị đi theo luôn hả? Đúng rồi nè Lâm nói à. Nha phụ nữ độc thân là sáng giá. Làm sao mà sung sướng bằng một người phụ nữ muốn gì làm đó và họ làm chủ được cuộc sống của mình. Chị không nghĩ với bản thân chị. Chị phải nghĩ với cha mẹ chị chứ. Cha mẹ chỉ một mình chị là con gái một thôi.